Khám phá quân sự xin kính chào quý khán thính giả. Các bạn thân mến, Friedrich Wilhelm Ernst Paulus là thống chế quân đội Đức Quốc xã. Ông là vị chỉ huy cao cấp nhất của lực lượng Đức Quốc xã và liên minh công phá Stalingrad. Thất trận và bị bắt chỉ một ngày sau khi được Adolf Hitler thăng lên cấp bậc thống chế. Hồng quân Liên Xô đã thuyết phục người này từ bỏ Hitler và làm việc như một nhà tuyên truyền cho Moscow. Vậy điều gì đã khiến vị thống soái này lại có một quyết định như vậy? Hãy cùng khám phá quân sự tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Đến tháng 1 năm 1943, sự thất bại của quân đội Đức Quốc xã trong trận Stalingrad là hiển nhiên. Cuộc đụng độ hoành tráng này đã thay đổi tiến trình của Thế chiến 2, kéo dài 6 tháng rưỡi. Liên Xô đã mất hơn 1 triệu binh sĩ, trong khi quân Đức tử vong 950.000. Quân đoàn số 6 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Friedrich Paulus cuối cùng đã bị bao vây và tiêu diệt. Vào ngày thứ 2 đến ngày cuối cùng của trận chiến, Chùm Đức Quốc xã Adolf Hitler đã thăng cấp cho Paulus lên thống chế. Trong thông điệp cuối cùng của mình, Hitler đã đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng: không một thống chế của Đức nào từng bị bắt làm tù binh. Hitler mong muốn Paulus tự sát khi bị Liên Xô bắt, nhưng thống chế Paulus đã chọn cuộc sống và đầu hàng vào ngày 31 tháng 1 năm 1943. Đối với Moscow, sự đầu hàng của thống chế Paulus rất quan trọng, không chỉ về mặt uy tín. Sau cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, chính phủ Liên Xô cho những người cộng sản Đức đến ẩn náu ở Liên Xô vào những năm 1930 và thành lập một tổ chức chống phát xít. Sau thất bại tại Stalingrad làm suy yếu niềm tin vào chiến thắng của Đức, khoảng 91.000 binh sĩ Wehrmacht đã bị bắt làm tù binh. Đây là một dịp khá tốt cho sự ra mắt của tổ chức chống phát xít. Wehrmacht là tên thống nhất của các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã từ năm 1935 đến năm 1945. Wehrmacht bao gồm Heer, Kriegsmarine và Luftwaffe. Đây là lực lượng chiến đấu chính của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, được đánh giá là lực lượng quân đội hùng mạnh nhất hành tinh vào thời điểm này. Tháng 7 năm 1943, Liên Xô đã thành lập Ủy ban Quốc gia về một nước Đức tự do, và sau đó là liên minh các quan chức Đức dưới sự giám sát của tướng Walther Kurt von Seydelit-Kurbeck bị bắt. Tuy nhiên, để tuyên truyền chống phát xít thành công, Kurbeck là không đủ. Chính phủ Liên Xô cần một người Đức rất nổi tiếng, một người như thống chế Paulus. Những người làm việc cùng thời với thống chế Paulus cho biết, ông là một trong những người lính có trách nhiệm và chú đáo, một sĩ quan tham mưu nghiêm khắc. Cụ thể, ông đã tham gia phát triển chiến dịch Barbarossa khét tiếng xâm lược Liên Xô. Trong chiến tranh, trước khi trận đánh Stalingrad diễn ra, Paulus làm trưởng phòng, thực tế làm công việc giấy tờ ở mặt trận nhà. Lệnh bổ nhiệm Paulus làm tư lệnh quân đoàn 6 năm 1942 là một sai lầm chết người. Trước đó, ông ta thậm chí còn không biết chỉ huy một trung đoàn, Guider viết. Một điểm yếu khác của Paulus, theo Guider, là niềm tin mù quáng của người này vào Hitler. Việc ông ta từ chối tự tử về cơ bản là trường hợp đầu tiên mà một sĩ quan từ chối tuân theo ý muốn của lãnh đạo. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bắt làm tù binh, nguyên soái cho biết ông vẫn là một người xã hội chủ nghĩa. Khi phát hiện ra việc thành lập liên minh chống phát xít Đức, Paulus ban đầu lên án mạnh mẽ liên minh bằng văn bản từ bỏ tất cả tù binh Đức tham gia. Nhà sử học Mikhail Busip nói, khi đó, Liên Xô sử dụng các đòn tâm lý nên Paulus đã thay đổi quan điểm của mình. Lúc đó, người bạn của Paulus là đại tướng Erwin von Guideben bị xử tử tại Đức vì đã tham gia vào âm mưu chống Hitler tháng 7 năm 1944. Điều này cũng đóng một vai trò quan trọng làm cho nguyên soái Paulus chán Hitler. Từ đó, Paulus bắt đầu thấy bản thân mình cũng chỉ là một quân bài của Hitler. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1944, một năm rưỡi sau khi bị bắt làm tù binh, Paulus đã nói chuyện trên đài phát thanh Đức và nói với những người lính Wehrmacht: đối với Đức, chiến tranh đã chấm dứt, Đức phải từ bỏ Hitler. Đó là bài phát biểu chống Hitler đầu tiên, nhưng không phải là cuối cùng của Paulus. Ông gia nhập hàng ngũ của liên minh các quan chức Đức và nhiều lần kêu gọi người dân Đức chống lại Hitler. Sau đó, ông có những bài phát biểu chống phát xít mạnh mẽ. Paulus làm việc trong chính phủ Liên Xô. Sau này, ông là nhà tư vấn chính trị cho bộ phim của đạo diễn Vladimir Petrov về trận chiến Stalingrad 1949. Sau khi Stalin qua đời, Paulus đã xin chuyển về quê hương Dresden ở Đông Đức và qua đời vì bị bệnh năm 1957.
Ông sinh ngày 23 tháng 9 năm 1890 tại Breitenau, Hessen, Nassau, Đức, là con trai của một giáo viên. Thời thanh niên, Paulus đã xin vào làm học viên của Học viện Kaiserliche Marine, Hải quân của Đế quốc Đức, nhưng không thành. Sau đó, ông nộp đơn xin học luật tại trường đại học Marburg, nhưng một thời gian sau, ông bỏ trường đại học. Tháng 2 năm 1910, Paulus gia nhập quân đội, phục vụ trong trung đoàn bộ binh 111 với tư cách là một sĩ quan thực tập. Paulus lập gia đình với bà Elena Rossetti Solescu vào ngày 4 tháng 7 năm 1912. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, trung đoàn của Paulus đã tham gia mũi tấn công vào nước Pháp. Một thời gian sau đó, Paulus là sĩ quan tham mưu phục vụ trong quân đoàn Alpen cho đến hết chiến tranh. Kết thúc thế chiến lần thứ nhất, Paulus mang quân hàm đại úy. Sau hiệp ước Versailles, Paulus được chỉ định vào chức vụ đại đội trưởng trong trung đoàn bộ binh 13 ở Stuttgart 1921-1933, rồi chỉ huy trưởng tiểu đoàn mô tô cơ giới 1934-1935, trước khi trở thành tham mưu trưởng lực lượng thiết giáp Panzer vào tháng 10 năm 1935. Paulus được phân công nhiệm vụ và tổ chức xây dựng 3 sư đoàn Panzer. Tháng 5 năm 1939, Paulus được thăng lên thiếu tướng và làm tham mưu trưởng tập đoàn quân 10 tấn công Ba Lan. Qua hai chiến dịch, đơn vị được đổi thành tập đoàn quân 6 và chinh chiến tại các mặt trận Hà Lan và Bỉ. Tháng 8 năm 1940, Paulus được thăng trung tướng và được cử làm phó tham mưu lục quân. Trên cương vị này, Paulus tham mưu chiến dịch đánh chiếm Liên Xô. Tháng 1 năm 1942, Paulus là tư lệnh tập đoàn quân 6 trong mũi tiến công đến thành phố Stalingrad, nhưng đã bị quân Liên Xô đánh bại và kêu gọi Paulus đầu hàng. Nếu Paulus đầu hàng, Liên Xô sẽ cung cấp thực phẩm cho binh sĩ của ông ta. Người bị thương, bị bệnh và cống lạnh sẽ được điều trị. Tất cả tù binh có thể giữ lại quân phù, huy chương và vật dụng cá nhân. Paulus có 24 tiếng đồng hồ để trả lời. Paulus lập tức báo cáo cho Hitler về nội dung tối hậu thư của Liên Xô và yêu cầu được tự do hành động. Hitler bác bỏ yêu cầu của ông. Buổi sáng ngày 10 tháng 1, 24 giờ sau khi thời hạn đầu hàng đã hết, quân Liên Xô mở đợt tấn công bằng trận địa pháo với 5.000 viên đạn đại bác. Trận chiến diễn ra dữ dội trong 6 ngày, quân Đức co cụm lại còn phân nửa diện tích với phòng tuyến dài 24 km và rộng 15 km. Đến ngày 24 tháng 1 năm 1943, quân Đức bị cắt ra làm hai khu vực và mất quyền kiểm soát đường băng khẩn cấp cuối cùng. Máy bay của Đức không còn có thể hạ cánh để mang đến hàng hậu cần, nhất là thuốc men cho thương bệnh binh. Một lần nữa, Liên Xô cho đối phương của họ một cơ hội để đầu hàng. Đại diện phía Liên Xô đến phòng tuyến của Đức với lời đề nghị đối với Paulus. Một lần nữa, bị giằng co giữa nghĩa vụ phải tuân lệnh lãnh tụ điên rồ với trách nhiệm cứu vớt các binh sĩ còn lại để tránh họ bị tiêu diệt, Paulus kêu gọi đến Hitler. Binh sĩ không còn đạn và thức ăn, không còn có thể chỉ huy được hiệu quả. 18.000 thương binh không có đồ tiếp tế, hoặc bông băng, hoặc dược phẩm. Tiếp tục phòng thủ là vô nghĩa, sụp đổ là không tránh khỏi. Đại đoàn yêu cầu được phép đầu hàng để cứu vớt số binh còn lại. Nhưng Hitler cấm đầu hàng và bắt quân đoàn 6 phải giữ vững vị trí cho đến người cuối cùng và viên đạn cuối cùng. Ngày 30 tháng 1, Paulus gọi vô tuyến cho Hitler. Sự sụp đổ cuối cùng sẽ đến trong 24 tiếng đồng hồ. Tin báo này khiến cho bộ tư lệnh tối cao của Hitler ban một cơn mưa thăng thưởng cho các sĩ quan, với hy vọng là những vinh dự như vậy sẽ củng cố quyết tâm muốn hy sinh một cách vinh quang ngay tại mặt trận đẫm máu. Hitler phong cho Paulus qua sóng vô tuyến quân hàm thống chế. Khoảng 117 sĩ quan khác cũng được thăng cấp. Đây là một động thái trong trò ma quỷ. Hitler muốn Paulus chiến đấu cho đến chết. Các cánh quân Đức đã bị quân Liên Xô đánh tan. Và lúc này, 91.000 chiến binh Đức, kể cả 24 tướng lĩnh đang đói khát, cống lạnh và nhiều người mang thương tích, tất cả đều đau khổ, níu lấy tấm chăn lấm máu phủ lên người chống lại cái giá lạnh âm 24 độ C, đi khập khiễng trên lớp băng tuyết ở Siberia. Trừ 20.000 quân Rumani và 29.000 thương binh đã được đưa về bằng máy bay. Đấy là tất cả những gì còn lại của một tập đoàn quân có quân số 285.000 người chỉ 2 tháng trước. Trong số 91.000 người vào ngày mùa đông bị bắt làm tù binh, tại tổng hành dinh, nhà độc tài quốc xã Hitler nhức móc các tướng lính ở Stalingrad và nói rằng đáng lẽ ra họ phải củng cố hàng ngũ, phân tán mỏng và tự bắn vào mình với viên đạn cuối cùng. Còn người ấy Paulus đáng lẽ phải tự kết liễu đời mình như những tư lệnh thuở xưa gieo mình lên thanh gươm của họ khi đã thấy thất bại. Vào tháng 8 năm 1944,
Paulus lên tiếng trên đài phát thanh Moscow kêu gọi quân đội Đức loại trừ Hitler. Trận Stalingrad đánh dấu điểm ngoặt quan trọng trong Thế chiến thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, Paulus đã ra làm nhân chứng trong tòa án Nürnberg xử các lãnh tụ phát xít Đức. Năm 1953, Paulus được thả. Hai năm sau đó, toàn bộ những tù binh Đức còn sống sót, chủ yếu là tù binh sau trận Stalingrad, cũng được phía Liên Xô cho hồi hương. Trong số 91.000 tù binh Đức, chỉ còn khoảng 6.000 người trở về nhà. Paulus trở thành thanh tra cảnh sát tại Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức. Đến cuối đời, ông mất ngày 1 tháng 2 năm 1957 vì một căn bệnh thần kinh. Các bạn thân mến, dù Hitler đã ra lệnh tử thủ, thống chế Friedrich Paulus quyết định đầu hàng Hồng quân để khỏi phung phí sinh mạng binh sĩ thuộc quyền của mình một cách vô ích. Các bạn thấy sao về hành động này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống bên dưới phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy dành tặng Khám phá quân sự một like, một đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.